Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lời Chúa trong sách Giảng Viên. Có một thời gian xé rách và cũng có một thời gian vá lại, được ứng nghiệm trong cuộc đời của Thánh Vincent Paulo mà giáo hội nhớ hôm nay. Chúng ta đã quen với hình ảnh của các thành viên tu hội nữ tử bác ái, chịu ảnh hưởng linh đạo cùng với các gia Lazarus là những nhà thừa sai. Thánh Vinh Sơn đã nói về mình: nếu mà không có ơn Chúa đó, thì tôi là một con người cọc cằn, thô lỗ và đáng ghét nữa kìa. Nhưng mà theo thời gian, nhờ ơn Chúa tác động, thì cái con người thô lỗ, cọc cằn và đáng ghét đó đã trở nên một cái con người dịu dàng và trìu mến, nhạy cảm với nhu cầu của người khác, nhất là người khốn cùng. Con cái của cha Thánh Vinh Sơn là các nữ tử bác ái, nhất là các chị em làm việc ở trại Phong Bến Sắn và trại Phong Quy Hòa. Và nơi cái công việc bác ái này đã cuốn hút một vị bác sĩ. Vị bác sĩ đó đã gia nhập đạo Công giáo và đã trở nên linh mục. Kính thưa ông bà và anh chị em, điều gì làm biến đổi một con người từ thô lỗ, cọc cằn và đáng ghét thành một con người trìu mến, dịu dàng và nhạy cảm với nỗi khốn cùng của người khác? Thưa, là cái kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh một cách cá vị, nhưng mà qua cái gương của các nữ tử bác ái, đặc biệt là một vị nữ tu lớn tuổi mà nếu tôi nhớ không lầm quen gọi là dì Hai, đã đánh động cái tình thương ở nơi cái vị bác sĩ dân ngoại và đã khiến cái người đó theo Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Chính vì vậy, cái câu hỏi đối với anh chị em: Chúa Giêsu là ai? Rất quan trọng. Có thể nói ai cũng trả lời rất là dễ dàng câu hỏi này về phương diện giáo lý và ngay cả về phương diện thần học. Như Phêrô đã tuyên xưng: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Nhưng mà đối với nhiều người chưa có niềm tin thì họ cho rằng Chúa Giêsu là người này người kia khác nhau. Như cách đây 21 thế kỷ người ta cũng nói là Gioan Tẩy Giả, một tiên tri Elia, hay là một tiên tri thời xưa sống lại.
thì ngày nay cũng có rất nhiều câu trả lời về Chúa Giê-xu. Nhưng mà chính bản thân mình, đối với mình, Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa Giê-xu là ai đối với tôi? Cái quan niệm của mình về Thiên Chúa, nó sẽ chi phối cái tương quan của mình với Thiên Chúa. Và từ đó kéo theo cái cách thế mà mình tương quan với anh chị em luôn. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói rằng là Thiên Chúa là đấng đã muốn là người nghèo. Chính chúng ta phải cảm nhận được cái điều đó, cũng như là phải xử sự như Đức Kitô, quan tâm đến người nghèo túng, an ủi giúp đỡ và bảo lãnh cho họ. Quả thật Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ. Chính cái kinh nghiệm đức tin của Vinh Sơn Phaolô là làm thay đổi cuộc đời của Ngài và thay đổi cái nhân cách cũng như là cái lối hành xử của Ngài. Tại vì nhận ra Thiên Chúa là đấng muốn trở nên người nghèo, quan tâm đến người nghèo, nhận người nghèo làm môn đệ. Chắc không ai dám tự nhận mình là người giàu. Và như vậy thì chúng ta được yêu mến bởi một Chúa Giê-xu nghèo khó. Và chúng ta sẽ cảm nhận được cái mối phúc của những ai có tinh thần nghèo khó, hay là cái mối phúc của những người nghèo khó. Chỉ có đức tin mới thay đổi cái nhân cách của chúng ta. Khi càng gắn kết với Đức Kitô thì chúng ta càng được biến đổi. Cái điều khác mà tôi học được ở trong cuộc đời của Thánh Vinh Sơn Phaolô, đó là cái tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa có thiết thực hay không. Chúng ta có đọc kinh kính mến hàng ngày, và trước thánh lễ này chúng ta cũng đọc kinh kính mến. Và chắc không ai trong chúng ta, tôi cũng như anh chị em, dám nói mình đã kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn của mình đâu. Tức là cái tình yêu của mình càng ngày cần phải được tăng trưởng theo thời gian. Và chính cái tình yêu này cũng làm cho mình thay đổi. Chính cái tình yêu này làm cho mình tương quan với người khác như là những người nghèo. Người nghèo không có dựa vào sức mình. Người nghèo cần được giúp đỡ. Và khi chúng ta nhận ra nơi anh chị em chúng ta là hình ảnh của một Chúa Giê-xu nghèo khó, thì chúng ta sẽ dễ tiếp cận hơn, chúng ta sẽ dễ lắng nghe hơn. Có những người rất là nghèo nàn về tình cảm, mặc dù cuộc sống vật chất của họ thật sang giàu. Có những cái người nghèo khác thì lại nghèo về tri thức, hiểu biết của họ, mặc dù rất giàu kinh nghiệm sống, nhưng mà cái hiểu biết đạo cũng như đời của họ rất là khiêm tốn. Và có những người rất là nghèo nàn về ân sủng khi họ ở trong cái tình trạng xa Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phaolô, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các tu sĩ dòng Lazarus và các thành viên của nữ tử bác ái được tiếp tục yêu mến người nghèo và trở thành những cái chứng nhân của đức ái. Nhưng mà chúng ta cũng xin Thánh Nhân cầu nguyện cho chúng ta ý thức cái tình trạng nghèo khó tâm linh của mình. Mình cần được Chúa thương xót, mình cần được Chúa biến đổi và thay đổi cái cung cách của chúng ta tiếp xúc với những người mà chúng ta cho là họ thấp kém hơn mình về tri thức, về tình cảm, về cách ứng xử ở đời, hay là về tuổi tác, hay là về sự sở hữu vật chất hay là kỹ năng. Có như thế chúng ta mới sống và cảm nhận được cái mối phúc dành cho người nghèo.
thinh lặng trong giây lát, hãy trả lời với chính Chúa Giêsu câu hỏi mà Thầy đặt ra là: các con nói Thầy là ai? Và chính cái hình ảnh của Chúa Giêsu mà chúng ta cưu mang đó, nó sẽ kéo theo một cái sự hoán cải trong cái cách ứng xử của chúng ta đối với những người khác, nhất là người nghèo.